Sau 7 ngày tháo nẹp thì em đi cà phê với nhỏ bạn em. Bình thường thì nó hay chê em lắm. Hôm nay nó chụp lén cái mặt của em khi em đẹp. Chào mọi người, em tên là Tuyền, em từ Nhật về. Hôm nay là ngày 14, em làm mũi ở bác sĩ Trần Phương. Dịch vụ của em là mũi cấu trúc đệm trung bì. Em khuyết điểm của em là hồi lúc trước là cái sống mũi của em thấp, với lại cánh mũi của em bị bè ra, không có đẹp. Em thích nâng mũi từ cấp 3 rồi. Sau khi mà em lớn rồi thì em xem cái clip trên TikTok á, thì em thấy bác sĩ Trần Phương. Em xem thì khoảng được một năm rồi. Em thì chỉ tìm hiểu chỗ bác sĩ Trần Phương là mà không có xem chỗ khác luôn. Tại em thích cái cách bác sĩ giải thích với lại nói chuyện nên là em quyết định làm. Vô tình thì em gặp chị họ của em. Chị của em cũng nói là làm ở bác sĩ Trần Phương. Cái em cũng ngạc nhiên. Em càng tin tưởng và quyết tâm hơn nữa. Mục đích về Việt Nam lần này của em là để làm mũi. Lúc đầu thì em cũng hơi sợ, tại vì nghe nói đau. Nhưng mà làm xong rồi thì em thấy bình thường, em không thấy đau gì luôn. Sau khi phẫu thuật thì em có nghe lời bác sĩ dặn, nên là em thường xuyên lên bệnh viện để được mấy chị vệ sinh. Em rất là thích mấy chị, tại mấy chị cũng dễ thương, làm rất là tỉ mỉ, nhẹ nhàng. Sau 7 ngày mà em tháo nẹp thì em thấy mũi em không có sưng nhiều. Em vẫn đi chơi, hoạt động bình thường. Sau 7 ngày tháo nẹp thì em đi cà phê với nhỏ bạn em. Bình thường thì nó hay chê em lắm. Hôm nay nó chụp lén cái mặt của em khi em đẹp. Sau khi nâng mũi thì mấy cô, mấy dì ở trong nhà gặp em cứ nói em đẹp hoài à. Nói là mặt của em nhìn khác, nhìn nó thon hơn. Cứ tưởng đâu em sửa thêm cái gì khác nữa. Nhưng mà thật ra là em chỉ nâng mũi thôi, mà nó làm gương mặt khác hoàn toàn. Em có về quê chơi, cái em đi ra tạp hóa mua đồ. Cái cô đó cứ nhìn em ngoài, hỏi là có sửa mũi không. Nhưng mà chắc không đâu, nhìn tự nhiên quá. Thì em nghe nhận xét em rất là vui. Em thấy cái mũi rất là hợp với mặt của em. Sau khi nâng mũi thì em chụp hình ăn ảnh hơn nữa. Mọi người cũng có hỏi là làm ở đâu, thì em cũng giới thiệu bác sĩ Trần Phương. Sau khi nâng mũi thì em thấy không có gì là đau hết. Nên là mọi người cứ mạnh dạn thay đổi bản thân mình để mọi thứ tốt đẹp, thuận lợi hơn. Nếu mà thật sự mọi người nhát hơn em nữa thì mọi người hãy sử dụng gói tiền mê để hoàn toàn không đau nhưng mà vẫn đẹp. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chào mọi người.